Hello, Miu xin chào tất cả các bạn nha. Miu đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay Miu sẽ dẫn các bạn đi bắt cái con cá mập trắng nha các bạn. Thì con cá mập trắng á, là cái con cá mập này đây. Ở trong sổ nó có cái con này nè. Thì cái con này là cái con thú cưỡi dưới nước, nó chỉ bơi được thôi, không có đi trên cạn được nha các bạn. Nó đâu rồi ta? Đây cái con cá mập trắng nó nằm đây nè. Con cá mập trắng nó nằm đây nha các bạn. Thì cái số lượng túi thức ăn của nó là 111 feet nha các bạn ơi. Và để nấu được túi thức ăn của nó thì các bạn cần phải có nè sen thủy tinh, thịt siêu hiếm và cái con sứa nha. Bây giờ cái con sứa này nó rất là dễ câu nha các bạn. Các bạn có thể câu bằng máy câu nè, mồi giun và cả mồi bóng đó nha các bạn. Nhưng mà câu mồi bóng với lại máy giun thì nó nhanh hơn là câu giun nha. Nếu bạn nào mà làm xiên á thì câu luôn cả giun luôn cho nhanh hơn nha mọi người. Bây giờ Miu sẽ lấy túi thức ăn của nó ra bỏ vào xe nha. Để tem được nó thì Miu phải rủ thêm một người nữa để giúp Miu tem nha. Tại vì cái con cá mập trắng này nó rất là cắn sấp mặt luôn nha mọi người, nên phải có người tem phụ. Các bạn có thể solo với nó như các bạn có đồ nè, có vũ khí và có luôn cả phép nha. Thịt siêu hiếm á, thì các bạn có thể đánh cái con King Venom nè, và con vô thỏ nha các bạn. Do nhà Miu ở trên núi tuyết á, nên Miu có thể tem có thể farm những cái con này để có được cái thịt siêu hiếm nha các bạn. Bây giờ Miu đang bay qua đây nè, bên đây nó có vị trí của một cái con King Venom nha. Miu sẽ đánh thử cái con này cho các bạn xem thôi nha. Đây là thịt siêu hiếm nha các bạn. Còn đối với cái sen thủy tinh á thì các bạn phải chịu khó đi lượm nha. Nó nằm ở Serene đây nè, cái đảo cái đuôi Serene đây là có nè. Ngoài ra nó còn nằm ở bên Nippon nữa. Chỗ nào có sen trắng á là nó sẽ có tỷ lệ farm sen thủy tinh nha. Mà Miu thì chỉ lượm có hai chỗ này thôi, đó con xung quanh Nippon nè các bạn, là rất là dễ lượm nha. Còn một cách nữa là các bạn nào mà đại gia có tiền á thì hãy ra tra hao mà mua cho lẹ nha, giá nó cũng rẻ bèo thôi, không mắc lắm đâu. Bây giờ Miu sẽ cất đồ rồi từ từ đi qua cái lốc của con cá mập trắng nha. Miu đã nhờ được người rồi và anh ấy sẽ phụ Miu để đi tem cái con đó nhé. Fingers stained with blood, been grasping all day, losing my touch with reality. Driving all day. Bây giờ trong thời gian Miu chờ đợi nếu mà thì Miu sẽ cắt bớt clip nha các bạn. This is a tale. Người đã qua rồi nha các bạn ơi, mới đang tới. Bây giờ thì Miu phải kiếm anh ấy, còn anh ấy đi đâu mất tiêu rồi, và cùng anh ấy đi qua cái
đất của con cá mập trắng nha, tại vì anh ấy không biết lót mọi người ạ. Để đỡ tốn thời gian của các bạn thì Miu sẽ cắt bớt cái khoảng thời gian Miu file qua bên chỗ con cá mập trắng nhé. Specific frequency. Mọi người ơi, mọi người có thấy cái con cá mập trắng của hotel Fomewe này chưa? Thấy nó đẹp ghê chưa? Trắng bách luôn á, mà cái mặt nó thì ghê hà. Rồi là ghê quá đi thôi. Mà không biết tem xong nó có dễ thương hơn được chút nào không nha mọi người. Bự cực kỳ bự luôn nè. Những ai mà new buy á thì tốt nhất phải nhờ thêm người, khoảng chừng một hai người gì đó giúp mình tem nha. Còn những ai mà ông bay thì một mình solo cũng được nè. Không có vấn đề gì đâu, chỉ là hơi lâu một xí thôi. Càng nhiều người chém thì càng nhanh thôi mà. Hả? Nó vẫn còn chờ quá, nó sắp xong rồi nè mọi người ơi. Lâu quá đi thôi. Nhớ nhắc lại nha, cái con cá mập trắng này á, nó ăn tới 111 feet lận nha các bạn. Không phải là 101 feet đâu nha, nhưng mới vừa bay 101 feet đó. Bây giờ Miu sẽ lấy cái ăn ra và nó đã chó rồi nè, bây giờ Miu sẽ đút cho nó ăn nha. Rồi đã xong nha. Và đây là thành quả của Miu nè. 111 feet. Đây là con cá mập trắng. Sát của nó không có K2 gì cả. Video của Miu đến đây là kết thúc. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn nha.